Hồ Quang Phố xin kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài BYN. Hôm nay Phố cũng rất là vui khi đến với chương trình thông hành, và hôm nay rất là vui khi có em của Phố là Hồ Quang Khải đã đến lại với chương trình, thưa quý vị. Lâu quá rồi. Hồ Quang Khải xin gửi lời chào tới khán thính giả của đài BYN. And next please say hi to our audience. Hello. Để trước khi bắt đầu thì bây giờ lâu quá, mấy tháng mới gặp được Khải thì chắc quý vị cũng thắc mắc là Khải còn làm hay không nữa. Khải chuyện gì đó mấy tháng mà không vắng mặt. I say why he absent for the last few months. Yeah, where have you been? I've been around actually. A lot of traveling, a lot of headache. Hồ Văn Khải thì với là bà xã thì mới mở một cái tiệm văn phòng nha sĩ ở trên Spring với là New Woodland. Thì trong cái thời gian qua thì một phần là mở tiệm, một phần là lo cho những cái thứ lặt vặt, đi mua sắm thì cũng coi như gần cả 2 tháng gần almost like 3 months. Did he work, Nick? Well, he was working, maybe not with us. Okay, right. Right. Xin lỗi quý vị, Khải đã vắng mặt thời gian quá lâu. Nhưng mà Phố cũng muốn đính chính cho quý vị nói chuyện chơi vậy thôi. Khải chỉ vắng mặt trên TV thôi, nhưng mà không vắng mặt ở chỗ làm. Là tại vì sao? Thì công việc thì thưa quý vị biết đó, thì quý vị nào mà có appointment với Khải thì Khải lúc nào cũng đến văn phòng và để giúp cho quý vị. Mà gần đây nhất thì tại vì Khải ở phía trên vùng North nên một số khách đã gặp Khải tại Rest Haven and Woodland. The Woodland. Thì thưa quý vị, thì Khải trong thời gian vừa qua thì làm việc ở hai location đó nhiều hơn. Và như anh em chúng tôi thường trình bày cho quý vị là anh em chúng tôi làm hơn 10 chi nhánh cho cái công ty của Disney Memorial. Nên quý vị nếu mà cần biết tất cả những cái thông tin gì thì hãy xin liên lạc trực tiếp về cho anh em chúng tôi tại số điện thoại là 832-847-8888, thưa quý vị, 832-847-8888. Nhân dịp này mình cũng đang cần thêm người giúp. Đúng rồi. Yeah, we were Kai to mention that we are hiring right now. So yeah. Why yes. Don't you give our audience a little bit of information that what we need? Okay, so what we're hiring for is we're looking for a position called a family service counselor. Mm-hmm. And basically that family service counselor has 3 different parts to their job. Mm-hmm. They're going to meet with families obviously before a death has occurred, and when that happens we go over all the arrangements for the cemetery, for the funeral. We would just want to make sure that all those arrangements are made ahead of time. Mm-hmm. Okay, then we also meet with the families when a death has occurred. Mm-hmm. But when that happens we actually just do only the cemetery portion, so right. We don't do anything as far as the funeral is concerned. Right. And then we also meet with families after the service is over, make sure that everything went well, and see if there's anything else we can do to help and support the families. Và thưa quý vị, Nick cũng mới giúp trình bày cho quý khán giả biết đó là công ty của anh em chúng tôi, của Disney Memorial, cũng đang kiếm người và muốn người, tại vì công việc trở nên rất là bận rộn, thưa quý vị. Bận rộn ở đây là không phải là giống như quý vị nghĩ là nhiều người mất nhiều hay này kia nọ, nhưng mà tại vì cái nghĩa trang của Forever West Hammer nó nằm ngay cái trung tâm của thành phố Houston, nên quý đồng hương của chúng ta sau này dọn về Houston rất là đông, nên có một số rất là đông trong quý đồng hương chúng ta vào đó mua đất trước, mua chuẩn bị trước, thì anh em của chúng tôi ở trong văn phòng thì cũng rất là giới hạn, với nhất là nhiều thời gian cũng không có nhiều thời gian, tại vì số lượng khách sau này càng ngày càng đông hơn, và đặc biệt anh em chúng tôi bây giờ đã lo hơn nhiều nhiều chi nhánh khác nữa chứ không phải chỉ một chi nhánh. Thì nếu mà trong quý vị ở Houston của chúng ta, nếu mà có ai muốn đăng ký làm việc chung với Phố Khải cũng như Nick ở đây, thì xin hãy liên lạc về cho Phố cũng như Khải hoặc là Nick ở đây biết, để có gì anh em chúng tôi sẽ ngồi xuống làm cái interview rồi để giúp và cho quý vị. Và hoan nghênh quý vị đến làm việc chung với anh em chúng tôi. So we should go briefly about what we hiring on. Okay. And for the May, this Memorial Holiday. Yes. We have a lot of special. Big event. The big event on Monday. Mm-hmm. We also have a great incentive right now. Big discount. To yes, keep it yes. simple. All right. Big discounts. saves a lot of money for your cemetery. Mm-hmm. So give us a call and mm-hmm. we'll show you around, show you what we can
take off of what that property really cost. Yeah. And make sure that you get the best deal of the year. Dạ, thưa quý vị, trong cái tháng 5 này thì chúng ta có ngày lễ của lính, đó là cái Memorial Day. Thưa quý vị, thì ngày 29 tháng 5, có tức là ngày thứ hai tuần sau, thì công ty chúng tôi có một cái làm cái buổi lễ tại nghĩa trang, lễ tưởng niệm tại nghĩa trang lúc 10 giờ sáng. Thưa quý vị, nếu mà quý đồng hương chúng ta nếu mà có nhu cầu hay có thời gian thì xin ghé ngang qua cái văn phòng tại Forest Park Westheimer, địa chỉ là 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Thưa quý vị, thì nếu mà quý vị có câu hỏi thì hãy liên lạc trước cho phố cũng như Khải là số 832-847-8888 để phố và Khải để sắp xếp thời gian và chương trình để mà hướng dẫn cho quý vị đến với ngày đó, để mà biết cái chỗ nào đi để mà dự cái buổi lễ đó. Tại vì cái khuôn viên của Forest Park Westheimer hơi lớn thưa quý vị, mà cũng tiện cho anh em chúng tôi sắp xếp thời gian để làm việc chung với nhau. Dạ, nên quý vị hãy gọi cho anh em chúng tôi, đó là cái tiện nhất. Yeah. So we talk about discount. What's discount? What's special? Why this discount this month better than any other month? Because we went and decided this month mm-hmm. that we were going to just go ahead and put everything we had on the table. Mm-hmm. We wanted to make sure that the families that came in to visit. We weren't going to have to do the negotiation and going back and forth. Yeah. We just wanted to say, here's all the marbles. We're going to put the best discount that we can mm-hmm. on the table immediately. Yeah. So that way we can serve as many families as we can. That's going to be fun. Negotiate's in our blood. I know. That's why we have to do this one. And I think, and I believe that because I've been with the company over 5 years myself, so we usually don't do this big of discount. No. Yeah, it only happened like what, 1 in 2 year or something yes. like that. Yes. Yeah. Uh-huh. Thưa quý vị, tháng 5 này trong ngày lễ Memorial thì từ đây cho tới cuối tháng 5 thưa quý vị, công ty có những cái chương trình giúp giảm giá, giúp tiết kiệm tiền cho quý đồng hương chúng ta ở tại Houston. Thì cái chương trình này thường hầu như là trong phố làm 5 năm qua, những cái lần này thứ hai hoặc thứ ba thì công ty nó có những cái discount lớn như vậy thôi. Dạ. Yeah. Thì đây là cũng những điểm mà phố muốn trình bày đến quý vị. So now we thought that for the discount to throw out, I think that last couple of weeks mm-hmm. and we already have very been very busy ourselves. Yeah, right. Mm-hmm. We've already sold mm-hmm. I believe three of the property over there, I think, mm-hmm. and that was just in the last 3 days. Yeah. Or no, yeah. 4 days. We last sold 4 days. What we talking about? The big estate is yes. not just small property. No. Yeah. The big ones. The big one. Yeah. Mm-hmm. Tại vì ở đây nhiều khi mình không có biết cái estate, nhiều mọi người cứ nghĩ là mỗi miếng đất. Nếu mà quý vị mua một miếng thì sau này cái miếng kế bên mình không có biết là ai sẽ nằm kế bên. Đúng rồi. Mình nhiều khi thấy vợ chồng một người nằm ở đây người nằm kia thì lại cũng không đúng. Đúng thì, rồi. Thì nếu mà quý vị mà muốn lo cho một miếng đất gọi là cái estate đó thì là cho một gia đình hay là một cặp vợ chồng thì quý vị cứ xin liên lạc với Khải phố. Tại vì nhiều phần lớn bây giờ mọi người lại thích cái kiểu như là make more sense, nếu là vợ chồng nằm kế bên nhau có sẵn bia có thằng ghế nó như vậy thì khi mà mình không cần phải mình khi mà có người mất rồi mình không cần phải nghĩ tới phải đặt bia nhiều khi đặt bia mất tới 6 tháng đúng rồi mà còn chưa có nhiều khi cái đó 6 tháng mình chỉ mới có estimate thôi tại vì nhiều khi bia đưa về giống như cái sáng nay bia đưa về bị nứt phải làm lại cái đó đúng rồi. Lâu hơn nữa dạ yeah. Dạ yeah, thưa quý vị để cho quý vị hiểu rõ hơn là cái phần mà gọi là từng phần nhỏ với là cái phần estate so để sẵn hôm nay có Nick ở đây nè thì để phố hỏi trực tiếp luôn để cho quý vị hiểu rõ hơn ha. So I want you specifically explain to our audience what the difference between a small space or let's say that we call it garden B and C and different than the hedge estate, the garden A and A plus. So when we talk about the hedge estate, there's a couple key things that are very very important. Mm-hmm. One is the maintenance of the property. The property is going to be mowed and trimmed weekly. Mm-hmm. It has its own hedges around it, so it's mulched quarterly.
So that way, the mulch looks nice. The hedges are beautiful. It has its own trees in the area. It also has timed irrigation, so you don't have to worry about the grass turning brown because it's constantly going to get watered. Another thing is that's very helpful is, you know, as we age, we have to be able to get around a little bit better. Right. So this has sidewalks, so you don't have to go through the grass and all the little, you know. Right, crossing people. Exactly. You don't have to step on somebody. Right. So, you know, the bee garden is the one where everybody's kind of pushed together. Mm-hmm. You don't have any easement, so when you get buried, then the other person gets buried right next to that person, and there is no easement, so you do have to walk directly over someone. Somebody. Just to visit your loved one. Mm-hmm. But when you go visit the hedge estate, you never have to do that because we have all the sidewalks. Mm-hmm. Yeah, that's good to know. Khải có muốn dịch lại để không? Để Khải dịch cho cách dễ hiểu hơn là một cái thì giống như là cái apartment. Apartment như thế. Cái model home, what is not a private model home. Private model home. Single. Like Sugar Land. Single rent. Thì khi mà mình mua một cái mà coi như cái model home như vậy đó thì ở trong nó có đầy đủ hết rồi. Mm-hmm. Nhất là Nick nói là cái có đường đi vô bằng mm-hmm. xi măng. Mm-hmm. Thì trời mưa trời gió gì mình cũng không có cần phải bước lên cỏ. Mm-hmm. Rồi còn trong đó là bốn mùa đều có nó sẽ vô thay chăm sóc cây cối và hoa xung quanh rồi cắt cỏ và những cái đó thì nên tưới nước kỹ hơn, tưới nước kỹ hơn với tưới nước đây cũng là dùng time irrigation rồi cái đó tưới nước bằng máy tự động hết. Thì bởi vậy khi nhiều khi mà quý vị ra mà thấy một bên là cỏ vàng một bên vẫn xanh tươi thì đó là lý do là như vậy đó. Thưa quý vị, rất là khó mà nói chuyện để giải thích cho quý vị hiểu rõ ràng về những cái luật lệ ở trong cái nghĩa trang thưa quý vị. Tại vì thứ nhất á, nó là một cái đề tài rất là tế nhị. Và thứ hai á, những người làm việc như anh em tụi con ở trong công ty á mới biết được chính xác những cái khuôn viên nhỏ như thế nào. Nó thuộc cái đạo tại những cái gì mà giống như là thiết yếu mà giống như mỗi một cái gia đình có cái nhu cầu như thế nào. Thì anh em chúng tôi mới hướng dẫn quý vị chính xác hơn được là bằng cách là quý vị đến gặp anh em chúng tôi. Nhưng mà ra đó chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị có những cái chi tiết như thế này nó sẽ tiện lợi, hay là có những cái khu mà nó bị ngập nước đó thưa quý vị. Tại vì thực sự cái đất tại nghĩa trang của Forest Park West Ham nó không phải là cái khu thấp mà bị lụt nước. Nó bị lụt nước là tại vì có những cái chỗ mà cái ống thoát nước nó không có đủ mạnh, mà tại vì nó build 5-6-70 năm trước rồi. Dạ, nên cái sự thoát nước của nó rất là yếu, nên nó cứ bị động nước, nhiều khi mưa nhỏ mưa lớn thì nó bị động nước có thể tới tuần 2-3 tuần thưa quý vị. Thì đó là cái những chi tiết mà nếu mà quý vị có dịp gặp anh em chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn giải thích rõ tất cả những điều đó khi mà quý vị đến chọn đất nghĩa trang. Dạ. Mà nếu quý vị có câu hỏi gì là cách tốt nhất là save cái số điện thoại của anh em chúng tôi, đó là 832-847-8888 thưa quý vị. Chỉ có gọi là anh em chúng tôi bảo đảm quý vị 24/7 là sẽ có được trả lời. Dạ. That's a good thing that we point out the difference for the each garden. Oh yeah. Yeah. And how about the funeral? So do we have any special discount for them? We do. Mm-hmm. So that's good to know. Yeah. So just call up, and then we'll also. I mean, basically, it's the same thing with the funerals. Right. We just want to make sure that we can serve as many families as possible. Right. Before the end of this month, and especially because with this month, we had the Mother's Day was a big event. We had thousands of people in the cemetery. Right. You know, we also have Memorial Day coming up on Monday, mm-hmm. so we have the extra long weekend, mm-hmm. so that we can make sure that. We have plenty of time to visit with the families because we know they'll be off of work. Right. But we will still be working on those days, obviously. Very unfortunately. Right. Yes, but that way we can help them, right? Absolutely. Yeah, so that's very good. We want to make sure that we're able to get and meet with as many people, so we extended the discount for the month. Yes. Mm-hmm. Và thưa quý vị, để trình bày cho quý vị biết nữa là sở dĩ cái tháng này có nhiều discount vậy là tại vì nó có hai ngày holiday rất là trọng đại thưa quý vị. Một ngày là lễ tưởng niệm của những người lính và thứ hai là ngày lễ của Memorial Day. Dạ, nhưng không phải là chuẩn bị đất trước là để cầu cho người ta mất đâu, không phải cái đó, không phải thế chứ quý vị. Tại vì cái khuôn viên tại Forest Park West Ham ở ngay trung tâm của Houston, cái số lượng đất hiện tại còn rất là ít.
nó còn chưa đầy 20% nữa thưa quý vị. Mà trong thời gian qua, trong mấy tuần qua thôi, một số quý đồng hương của ta rất là đông đã vào chọn trước một mớ đất rất là nhiều thưa quý vị. Đó là cái mà công ty luôn luôn muốn đề cập đến để cho quý vị trong trong đồng hương biết là cái đất nghĩa trang tại thành phố Houston nó còn rất là giới hạn, mà sau mỗi một ngày đi qua là cái sự giới hạn nó càng eo hẹp hơn nữa thưa quý vị. Đó. Rồi về bên cái phần nghĩa trang nhà quan thì tháng này chúng tôi cũng có những cái chương trình discount để giúp cho quý đồng hương. Nếu mà quý đồng hương có nào có nhu cầu mà cần tìm hiểu trước thì hãy xin liên lạc với anh em chúng tôi. Lần nữa số điện thoại là 832-847-8888 thưa quý vị. Yeah. Tìm hiểu trước không có gì có hại hết thưa quý vị. Biết được chừng nào thì nó sẽ giúp ích cho mình sau này nhiều đó. So, để hỏi Khải sơ qua về thời gian qua Khải làm ở những cái chi nhánh ở trên phía vùng North á, thì quý đồng hương chúng ta có những câu hỏi gì đặc biệt hơn không? Ở trên đó thì thực sự Khải bây giờ thực sự nói hồi nãy nó hai chi nhánh nhưng thực sự là ba lần, tại vì bên kia Khải làm bên Brookside. Brookside thì, nữa. Dạ. Một phần lớn ở trên Brookside thì Khải lo cho hội Topia nhiều hơn. Ok. Thì trên đó thì bây giờ nhà hoàng xây lại rất là đẹp. Và bây giờ người ta đang có cái chương trình làm cái package của người Asian châu Á đó. Ok. Thì nếu mà quý vị có muốn biết thêm thì xin gọi cho Khải để Khải giải thích cho quý vị, tại vì thực sự bây giờ cái nhu cầu với nhất là thành phố Houston bây giờ nó cũng expand mở rộng càng ra ngày càng mở rộng ra, đúng rồi. Bây giờ phần lớn cũng có nhiều người Việt của mình bắt đầu dọn lên trên Spring, Woodland, trên Tomball. Thì đó là những cái cách mà nếu mà mình muốn cho người thân của mình khi mà mất rồi nằm gần để mình có thể đi thăm dễ hơn á, thì đó là những cái cách mà nếu mà mình ở trên phần vùng North thì xin liên lạc với Khải để Khải họ có thể là có nhiều miếng đất nếu Khải có thể show cho mọi người biết là rất có nhiều cái gia đình vừa mấy tháng vừa qua thì người ta sợ nhất là mùa mưa thì cũng muốn kiếm miếng đất nào, nhất là trên Brookside có nhiều người cứ nghĩ ở đây toàn là bia nằm nhưng mà không có, đó là nó chỉ một phần lớn là bia nằm nhưng mà cũng có nhiều chỗ là bia đứng, đúng mà mình phải biết. Yeah. Thì với thêm cái này là cái nói nhỏ cho quý vị nha. Tại vì những cái lúc mà cái thành những cái khuôn viên á, mà những cái location mà những công ty đang mới phát triển ra đó thưa quý vị, nếu mà quý vị ai mà nhanh tay á đi vào trước mà lúc nó mới nó đi, nó gọi là mới development á, thì lúc đó quý vị mua lúc nào cũng rẻ hơn so với sau khi đợi nó develop xong thưa quý vị. Tại sao? Công ty ở đây nó cái cách vận hành của nó phố với Khải làm lâu đó, mới biết là khi nó mới chuẩn bị develop á, nếu mà mình đặt trước này kia á, thì mình vào trong đó thì cái giá nó là nó có nhiều cái giá khuyến mãi lắm. Giá nó mới bắt đầu. Dạ, mới bắt đầu thôi. Đúng rồi. Sau khi mà nó bán, nó mở, giống như nó mở từng phần 1 mà nó bán hết á, nó ra phần 2 á, nó sẽ tăng giá rất là nhiều. Dạ, cái này là nó nhỏ thôi thưa quý vị. Dạ, nên quý vị nếu mà trên những cái khu mà phía vùng vùng nọ đó, trên đó đó, quý vị cứ lên trên đó liên lạc anh em chúng tôi để gặp Khải. Khải sẽ giúp hướng dẫn cho quý vị. Có thể quý vị gặp gọi cho gặp Phố cũng sẽ có thể gặp quý vị trên đó để mà giúp cho quý vị. Và bên cạnh đó, Phố cũng muốn trình bày cho quý vị biết đó là cái chương trình bảo hiểm du lịch mà anh em chúng tôi trong thời gian vừa rồi có giới thiệu cho quý vị trong cộng đồng chúng ta rất là nhiều. Đó là quý vị nào mà lỡ có đi xa ra nước ngoài hay tất cả nước nào trên thế giới hay là qua thành phố khác hay tư bản khác, lỡ có chuyện gì thì cái bảo hiểm du lịch này sẽ đưa cái di hài của quý vị về lại nơi của quý vị đang ở đây, đó là có thể là đưa về nhà hoàng Vĩnh Cửu. Thì gần đây nhất đó là có một cái trường hợp mới khoảng 2 tuần lại đây, thì có một trường hợp một người này đang đi du lịch, đi cruise thưa quý vị, thì đụng một cái là bị ngộ độc thức ăn hay gì đó, thì đưa xuống đi vô bệnh viện thì không ai người đó bị mất. Thì cái bảo hiểm này nó giúp đưa cái người đó về lại cái nhà quàng ở đây. Và chỉ cái chi phí của nó là lúc mà quý vị mua cái bảo hiểm đó là chỉ có $499. Thì nó cover hết tất cả mọi cái chi phí mà đưa cái di hài về tới thành phố Houston thưa quý vị. Để cho Nick trình bày cho quý vị rõ hơn, để quý vị biết đó là anh em chúng tôi làm việc chung với nhau, nó có đều lo trong cái gia đình này. Nên anh em chúng tôi đều biết cái case rất là nhiều.
So can you go over the TRPP for the family that recently that had that occur? The experience? Yes. So recently we have had to unfortunately use one of the TRPPs. Mm-hmm. We had a family that we met with a couple years ago, and they of course went in and purchased TRPPs with their funeral and their cemetery property. So unfortunately he was on a cruise in the Mediterranean, passed away, and was in Portugal. And with nothing, the family had to do nothing. In fact, there was even a special casket that needed to be arranged for, and the TRPP took care of even that. So everything was taken care of to get that loved one home, and he should be here within the next few days. Wow. Khải muốn dịch lại cho quý vị hiểu. Thì cái trường hợp này là một người đã 2 năm rồi mua cái chương trình này 2 năm rồi. Thì khi mà đi du lịch ở trên biển, trên tàu đó, thì mất thì nhờ cái TR, cái chương trình bảo hiểm du lịch này, thì ngay cả cái quan tài mà để mà đưa về đây, gia đình cũng không cần phải trả tiền, và có những cái bảo hiểm nó sẽ lo hết. Đúng rồi. Và, you say when is in 2 days it's gonna be here or? He should be here in the next few days. Yeah. Next few days. Thì cần mấy ngày nữa là. Nó về tới đây rồi. Về tới đây. Thì đó là quý vị thấy cái này. Nhiều khi mình đi chơi mình cứ nghĩ là cái đi vui vẻ, mình không có muốn chuyện gì xấu xảy ra, nhưng mà mình không có biết được. Giờ hôm nay ngồi đây ngày mai không biết như thế nào. Đúng rồi. Thì đó là cái bảo hiểm du lịch này nó hay, có nhiều cái chỗ là khi mà mình đã có chuyện buồn rồi nhưng mà mình không cần phải để lại cho gia đình một cái gánh nặng tiền bạc, hay là ngay cả khi mà đem mình về thôi cũng là một cái gánh nặng. Đúng rồi. Thì nhờ cái bảo hiểm này thực sự nó 499 đồng thực sự mình rẻ hơn vé máy bay. Cái bụng lại ăn ít lại chút thì mình có thể mua được rồi. Đúng không? Rồi. Dạ. Đó là cái giá nó không có bao nhiêu mà chỉ một lần thôi là coi như mình suốt đời, thành ra mình suốt đời. Dạ, để cho thưa quý vị hiểu rõ cái bảo hiểm du lịch khi mà công ty của Dignity Memorial đưa ra để giới thiệu cho quý vị, nó là được bảo đảm cái quan thi của công ty đến với mỗi một cái policy thưa quý vị. Nên khi mà quý vị có bất cứ chuyện gì ở tất cả nước nào, hay là ở tất cả thành phố hay tiểu bang nào, thì cái bảo hiểm đó nó phải làm giống như cái thủ tục mà giống như khi mà nó bán cho quý vị vậy đó, nó giới thiệu cho quý vị như thế nào thì nó bảo hành quý vị như vậy đó. Thêm lần nữa thì Phổ cũng muốn trình bày cho quý vị về cái chương trình bảo hiểm du lịch mà suốt thời gian qua anh em tôi có đề cập tới. Đó là một bảo hiểm lỡ như quý vị có bất cứ chuyện gì trên tất cả các nước trên thế giới, hoặc bất cứ các tiểu bang nào trong nước Mỹ, lỡ có chuyện gì thì công ty sẽ có người đưa di hài của quý vị về tại nhà quan vĩnh cửu nếu mà quý vị mua chuẩn bị trước. Và cái giá của nó là chỉ trả một lần thôi quý vị, 499 đồng một lần thôi, nó bảo hiểm suốt đời. So the time is almost up. Anything you want to add more to the audience? Just that, come out to Forest Park Westheimer on Memorial Day. We're going to have an event, we're going to have the hot dogs, and everybody is welcome, bring your family, the kids, everybody. Và lần nữa Phố cũng Phố Khải và Nick qua đây cũng muốn kêu gọi quý đồng hương chúng ta tham dự đến cái buổi lễ tưởng niệm vào ngày thứ hai lúc 10 giờ sáng. Công ty sẽ có những sự chuẩn bị như về nước uống và thức ăn nhẹ vào buổi trưa để cho quý vị không có phải sợ bị đói. Và hy vọng sẽ gặp quý vị đông đủ vào ngày thứ hai vào lúc 10 giờ sáng thưa quý vị. Nếu mà quý vị có câu hỏi gì xin liên lạc trực tiếp cho anh em chúng tôi, đó là số điện thoại 832 888. Xin lỗi quý vị, 832 848 8888 thưa quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều.